Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi tạp chí Kinh tế Phố Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị, chỉ còn ít ngày nữa là chúng ta sẽ đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Quý vị đã có ý tưởng gì để trang trí nhà cửa, bày biện lại ban thờ hay tặng quà cho người thân bằng gốm sứ Bát Tràng chưa ạ? Những thông tin rất chi tiết cụ thể đó sẽ có trong mục tiêu dùng thông thái hôm nay. Và phần cuối chương trình sẽ là phóng sự về giải ngân gói hỗ trợ lãi suất 2% còn nhiều khó khăn. Còn bây giờ sẽ là những tin tức tài chính thị trường chúng tôi vừa cập nhật. Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên vừa ban hành quyết định phê duyệt dự án hỗ trợ nâng cao khả năng nhận diện sản phẩm, kết nối kênh tiêu thụ nông sản, đặc sản chủ lực, sản phẩm OCOP, sản phẩm làng nghề tỉnh Hưng Yên với cộng đồng các nhà bán lẻ giai đoạn 2021-2025. Mục tiêu đến năm 2025, các nông sản chủ lực, sản phẩm OCOP sử dụng bao bì, nhãn mác, mã vạch khoảng 50% quy mô sản lượng. Sản phẩm làng nghề đạt từ 25-30% quy mô sản lượng. Về kênh tiêu thụ kết nối với cộng đồng các nhà bán lẻ, đối với nông sản chủ lực đạt khoảng 15-20% quy mô sản lượng, các sản phẩm OCOP 45-50% sản lượng, sản phẩm làng nghề 25-30% sản lượng. 100% sản phẩm OCOP được đưa lên sàn thương mại điện tử. Giá trị gia tăng của sản phẩm tham gia chuỗi liên kết cộng đồng các nhà bán lẻ tăng từ 15-20%. Qua 45 ngày kiểm tra, đến đầu tháng 12, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy tỉnh Hưng Yên đã xử phạt 233 trường hợp với tổng số tiền trên 3,3 tỷ đồng, đình chỉ 14 cơ sở, tạm đình chỉ 52 cơ sở, thu hồi 9 giấy chứng nhận an ninh trật tự. Các lỗi vi phạm chủ yếu như thiếu hồ sơ theo dõi quản lý về phòng cháy chữa cháy, về cứu hộ cứu nạn, chưa trang bị hoặc trang bị thiếu hệ thống thiết bị phòng cháy chữa cháy, chưa xây dựng phương án cứu nạn, thiết bị chữa cháy mini chưa được kiểm tra bảo dưỡng theo quy định. Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành quyết định về mức lãi suất của các ngân hàng thương mại áp dụng trong năm 2023 đối với dư nợ của các khoản vay hỗ trợ nhà ở. Theo đó, mức lãi suất của các ngân hàng thương mại áp dụng trong năm 2023 đối với dư nợ của các khoản vay hỗ trợ nhà ở là 5% trên năm. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1 tháng 11 năm 2023 và thay thế quyết định số 1956 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về mức lãi suất của các ngân hàng thương mại áp dụng trong năm 2022 đối với dư nợ của các khoản vay hỗ trợ nhà ở. Trong năm 2021 và 2022, mức lãi suất của các ngân hàng thương mại áp dụng đối với dư nợ của các khoản cho vay hỗ trợ nhà ở là 4,8% trên năm. Chiều 15 tháng 12, Tổng cục Thuế khai trương cổng thông tin thương mại điện tử và triển khai hóa đơn điện tử từ máy tính tiền. Cổng thông tin thương mại điện tử kết nối với các sàn giao dịch thương mại điện tử, tạo điều kiện thuận lợi cho sàn trong việc cung cấp thông tin theo hình thức điện tử thay cho hình thức thủ công trước đây. Theo đó, các sàn giao dịch thương mại điện tử cung cấp thông tin định kỳ hàng quý kể từ kỳ cung cấp thông tin quý 4 năm 2022, thời hạn là ngày 31 tháng 1 năm 2023. Đối với các kỳ tiếp theo, chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng đầu quý tiếp theo, hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền là hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế, được khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu với cơ quan thuế nhằm tạo thuận lợi cho người nộp thuế khi cung cấp hàng hóa dịch vụ trực tiếp đến người tiêu dùng một cách chủ động trong việc lập và gửi hóa đơn điện tử. Trong mục tiêu dùng thông thái ngày hôm nay, tôi cũng muốn mời quý vị cùng đến với một địa chỉ bán đồ gốm sứ Bát Tràng ở ngay tại thành phố Hưng Yên. Nơi mà tôi muốn giới thiệu với quý vị đó chính là cửa hàng gốm Tinh Hoa Gốm Việt nằm trên đường Phạm Bạch Hổ, phường Lam Sơn, thành phố Hưng Yên. Và chủ cửa hàng xin được giới thiệu với quý vị đó chính là chị Hiền ạ. Dạ. Trong một cái dịp cuối năm ấy thì em thấy là nhu cầu của khách hàng đó là về đồ thờ này, đồ trang trí và quà tặng nữa. Vậy thì bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với những cái sản phẩm của đồ thờ trước nhá. Giới thiệu với em đây chính là cái không gian đồ thờ tại showroom. Đây là cái ban đồ thờ miền Nam truyền thống, loại men mà cổ xưa nhất. Ngoài miền Nam thì còn có một thêm một cái mảng nữa, đó là miền Nam vẽ vàng kim 24K. Đây là bộ thờ men dạng. Showroom còn có cái bộ miền Nam vẽ vàng 24K dành cho những cái ban nhỏ, chiều dài khoảng 1m27. Bên này cũng là một bộ đồ thờ men dạng. Đằng sau cái bộ men dạng này thì em có thấy đó chính là có các bức tranh, chính là tranh Trúc Trị. Toàn bộ nguyên liệu là được nhập từ Huế. Mỗi một cái sản phẩm, đặc biệt là những cái đồ thờ này, nó còn thể hiện cái tính cách của gia chủ nữa. Thường thì đối với lại miền Nam truyền thống thì nó mang lại một cái sự tao nhã, nhã nhặn, lịch sự, và thường thì nó cũng kèm với một cái sự cổ kính, hoài xưa. Đồ thờ miền dạng thì mang đến một cái sự tươi mới cho khách hàng, có sự phá cách trong đó. Và cũng có rất là nhiều cái sự độc đáo ở đây. Vậy thì có cái cách nào để phân biệt được gốm Bát Tràng thật và gốm Bát Tràng giả không ạ? Ở
ở trên các sản phẩm thì đều có được dán tem. Dạ vâng, đây là những cái tem. Đều có dán tem. Dạ. Và ở phần dưới đáy này, thì bạn thấy là ở dưới đáy thì là đều có tên thương hiệu. Có một bài toán dành cho chị, đó là chỉ với 100.000 thôi thì liệu rằng em có một cái món quà nào đó thật là độc đáo để dành tặng cho người thân của mình được không ạ? Đối với serum tinh hoa cổng Việt thì có rất là nhiều sự lựa chọn. Ví dụ như là các bạn có thể tặng một cái cốc. Wow, một cái cốc màu hồng rất là hợp với các bạn mà muốn bày tỏ tình yêu đúng không ạ? Ngoài ra thì còn có các sản phẩm khác, có thể là các cặp kê cho học sinh. Em có để ý một cái bình cắm hoa. Cái sản phẩm này có một cái sự độc đáo. Vâng. Đây chính là văn miếu xinh đẳng. Tất cả những cái sản phẩm này thì khi mà khách hàng có yêu cầu thì bên showroom có thể là thiết kế cho khách hàng các cái sản phẩm mà theo ý của khách hàng. Ngoài ra thì đối với những người mà có muốn tặng một cái món quà mà có giá trị lớn hơn. Vâng. Thì có thể hướng tới các cái dáng bình hút lọc. Showroom thì có rất là nhiều các cái dáng bình, ví dụ như là dáng tròn. Vâng. Hoặc là dáng mai bình như cái dáng bình màu xanh ở đây. Hoặc là có các cái dáng, ví dụ như dáng tỏi. Tất cả các bình hút lọc thì đều có ý nghĩa. Ví dụ như là cái bình này chẳng hạn là công thành danh tạ, cái bình này là thuận buồm xuôi gió. Ngoài ra ví dụ như khách hàng ngoài cái việc mà lựa chọn ý nghĩa chiếc bình thì có thể lựa chọn phong thủy là theo màu, theo mệnh. Vâng thưa quý vị, như vậy là chúng ta đã vừa dạo một vòng trong showroom tinh hoa gốm Việt với sự hướng dẫn rất là chi tiết, nhiệt tình của chị Hiền, chủ showroom. Nếu quý vị khán giả có cần có nhu cầu về gốm thì xin mời hãy đến tinh hoa gốm Việt số 116 đường Phạm Bạch Hổ, phường Lam Sơn, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, gói hỗ trợ 2% lãi suất theo nghị quyết 11 của Quốc hội và nghị định 31 của Chính phủ nhằm hỗ trợ và tạo điều kiện cho doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh thuộc một số nhóm ngành lĩnh vực gặp khó khăn do ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19, phục hồi và tăng trưởng. Ngành ngân hàng với vai trò được giao nhiệm vụ tổ chức triển khai thực hiện gói hỗ trợ này đã cụ thể hóa chủ trương của Chính phủ bằng việc ban hành thông tư 03 hướng dẫn ngân hàng thương mại thực hiện. Vậy thực tế việc triển khai gói hỗ trợ này trên địa bàn tỉnh Hưng Yên ra sao? Kết quả như thế nào? Còn những vướng mắc gì cần được gỡ bỏ? Chuyện từ Phú Hiến hôm nay sẽ đề cập đến câu chuyện này. Là một doanh nghiệp nhỏ chuyên chế biến nông sản ở xã Tân Hưng, thành phố Hưng Yên, công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Hải Quân đã sớm được cán bộ chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thành phố Hưng Yên phổ biến nghị định 31 của Chính phủ về gói hỗ trợ lãi suất 2%. Vì thế, trong bối cảnh bị ảnh hưởng sâu sắc bởi dịch COVID-19, nhưng doanh nghiệp vẫn được tiếp cận nguồn vốn với lãi suất thấp. Tôi giờ là đang vay của nhà nước là 1.2 tỷ, lãi suất là 0.8, nhà nước đã hỗ trợ là 2%, còn 0.6. Trong cái lúc khó khăn là gia đình mà được 1.2 tỷ là cũng bớt được các cái khó khăn trong cái lúc gia đình cũng rất cảm ơn đảng, chính phủ coi như quan tâm đến các cái công ty nhỏ. Chỉ là một hộ sản xuất nhỏ, nhưng ngay sau khi nghị định 31 của Chính phủ có hiệu lực, chủ cơ sở sản xuất chế biến da của anh Trương Huy Hiệp ở thôn Bắc Nam Phú, xã Thọ Vinh, huyện Kim Động đã được cán bộ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh huyện Kim Động tiếp cận phổ biến chính sách, hướng dẫn hồ sơ thủ tục nhanh gọn để được vay nguồn vốn hỗ trợ 2% của Chính phủ. Tuy số vốn được hỗ trợ lãi suất mới được 100 triệu đồng, nhưng với anh thì rất ý nghĩa. Chưa thể tiếp cận tối đa được nguồn ưu đãi của Chính phủ đề ra mà bản chất chúng tôi cũng đã đi thảo luận và tìm hiểu, cũng cố gắng hết sức, nhưng mà thực tế là cũng có một đoạn phút là về vấn đề thủ tục về hóa đơn chứng từ thì không hoàn thiện, để không thể đáp ứng được điều kiện. Để nắm bắt tình hình tổ chức triển khai và kết quả thực hiện chính sách hỗ trợ lãi suất theo Nghị định 31/2022 ngày 20 tháng 5 năm 2022 của Chính phủ, kịp thời báo cáo Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên các khó khăn vướng mắc đề xuất kiến nghị của ngân hàng và khách hàng. Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Hưng Yên đã tổ chức hai đoàn công tác làm việc với một số chi nhánh ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh. Qua báo cáo và thực tế làm việc tại các chi nhánh trên địa bàn cho thấy, các ngân hàng đã nghiêm túc, tích cực triển khai chính sách hỗ trợ lãi suất theo Nghị định 31. Chi nhánh đã tổ chức triển khai tập huấn cũng như đào tạo và hướng dẫn cho toàn thể các đồng chí trong ban lãnh đạo và các đồng chí cán bộ trực tiếp làm cái công tác tín dụng, tức là những cái bộ phận mà có liên quan đến cái việc mà cho vay hỗ trợ lãi suất 2% này,
và chi nhánh cũng đã thiết lập cái đường dây nóng hỗ trợ khách hàng 24/7. Thì tại các cái cuộc họp của hiệp hội doanh nghiệp cũng như là hội nữ doanh nhân cũng đều có những các cái công tác truyền thông đối với cả cái việc mà hướng dẫn thực hiện hỗ trợ lãi suất theo 31 của chính phủ và 33 của ngân hàng nhà nước. Thế tuy nhiên thì khi mà có những các cái hướng dẫn cụ thể về cái thủ tục hồ sơ thì sau đó thì cũng không nhận được các cái phản hồi về cái việc đề nghị hỗ trợ lãi suất của các cái đơn vị. Mặc dù được truyền thông đầy đủ qua các kênh, nhưng đến ngày 31 tháng 10 năm 2022, theo thống kê của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Hưng Yên, doanh số cho vay được hỗ trợ lãi suất lũy kế từ đầu chương trình trên địa bàn tỉnh mới đạt hơn 217 tỷ đồng. Mới có 18 khách hàng được hỗ trợ lãi suất. Số tiền các ngân hàng đã hỗ trợ lãi suất theo Nghị định 31 cho khách hàng chỉ đạt 533 triệu đồng. Trong tổng số 23 chi nhánh trên địa bàn tỉnh, mới có 6 chi nhánh giải ngân được gói hỗ trợ này. Nhiều nhất là Ngân hàng Kỹ Thương chi nhánh Hưng Yên giải ngân cho 4 khách hàng với dư nợ gần 193 tỷ đồng. Tiếp đến là Ngân hàng Ngoại Thương chi nhánh Hưng Yên, 2 chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hưng Yên, Ngân hàng Á Châu và Ngân hàng An Bình. Mỗi ngân hàng giải ngân được từ 2 tỷ đến hơn 5 tỷ đồng. Đây là một chủ trương rất lớn. Thế tại sao được cái số lượng mà khách hàng đủ điều kiện và khách hàng được hỗ trợ nó ít thế? Thì cũng qua rà soát trên cơ sở cái thực tế địa bàn, nó có cái 5 cái khó khăn vướng mắc. Cái lý do mà tại sao mà cái hiệu quả của cái định 51 nó trên địa bàn nó đạt cao. Cái thứ nhất thì đây cái nguồn hỗ trợ là nguồn từ ngân sách nhà nước, nên là một cái cốt yếu nhất là anh phải thực hiện cái chính sách chế độ đối với nhà nước. Nói ví dụ doanh nghiệp, anh phải thực hiện chế độ thuế thì báo cáo tài chính của anh vay vốn hoặc là báo cáo doanh nghiệp là phải là báo cáo quyền nộp thuế. Cái thứ hai là một số khách hàng thì có phản ánh là thì người ta rất quan ngại về cái việc mà thanh kiểm tra giám sát sau này đối với công tác hỗ trợ lãi suất. Cái lý do thứ ba nữa ấy, thì đặc biệt lý do là đối với khách hàng là cá nhân thì báo cáo với đồng chí là hầu đại đa số khách hàng mà nằm trong cái lĩnh vực đối tượng được hưởng hỗ trợ lãi suất này thì hầu như là khách hàng nhỏ lẻ ở nông thôn là không có đăng ký kinh doanh. Trong quá trình giải ngân thì gặp khó khăn, việc đáp ứng đầy đủ chứng từ theo thông tư 21 của ngân hàng nước là khách hàng rất là khó. Với quan điểm không để khách hàng đủ điều kiện đúng đối tượng không được vay từ chương trình hỗ trợ lãi suất 2%, tại buổi làm việc với các ngân hàng, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Hưng Yên đều yêu cầu. Thế bây giờ là lãi suất của ngân hàng thì bắt buộc phải theo cái xu hướng toàn cầu. Vừa rồi ngân hàng nước là tăng 2 lần lãi suất, mỗi một lần là 1%. Và từ đó là các ngân hàng thương mại là tăng lãi suất tiền gửi. Thì rõ ràng bây giờ là đang dồn đến doanh nghiệp, đang dồn đến người dân, đang dồn đến hợp xã, là lại cộng thêm với cả cái lãi suất tăng. Thế thì đây là hết sự ý nghĩa của Đảng và Nhà nước, của Quốc hội để hỗ trợ người ta 2% này thì người ta khỏe, mà doanh nghiệp khỏe, hợp tác xã khỏe, khách hàng vay vốn khỏe thì ngân hàng ấy phát triển. Yêu cầu các phòng doanh nghiệp cá nhân rà soát hết lại các đối tượng theo cái nghị định 31 đối tượng được hỗ trợ theo lãi suất, rà soát lại nữa, lên danh sách lại một lần nữa. Cái thời điểm này, ở doanh số cho vay bao nhiêu, dư nợ bao nhiêu và đối tượng nó thế nào, và nắm chắc cái hồ sơ cho vay, chứng từ giải ngân thế nào. Tại các buổi làm việc, lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Hưng Yên cũng ghi nhận các ý kiến của khách hàng và các chi nhánh để kiến nghị với Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam mở rộng điều kiện về hỗ trợ lãi suất cũng như các nguyên tắc hỗ trợ lãi suất, giảm bớt hồ sơ, điều kiện cũng như các tiêu chí đáp ứng chính sách hỗ trợ lãi suất của Nghị định 31 và Thông tư 03 để tạo điều kiện cho khách hàng tiếp cận được gói hỗ trợ. Đặc biệt là vấn đề nới zoom tín dụng cho các ngân hàng thương mại để việc cung cấp vốn cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh được thuận lợi. Đó mới là nhu cầu chính yếu của doanh nghiệp thời điểm hiện nay để có đủ nguồn vốn khôi phục, ổn định sản xuất, đóng góp thiết thực vào công cuộc phục hồi và phát triển kinh tế sau giai đoạn khó khăn, đóng băng do Covid-19. Quý vị và các bạn thân mến, nội dung vừa rồi đã khép lại tạp chí Kinh tế Phú Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên hôm nay. Cảm ơn sự đồng hành của tổ hợp công ty cổ phần gốm đất Việt, Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam chi nhánh Hưng Yên, Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Hưng Yên, Công ty Bảo Việt Hưng Yên. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào lúc 20 giờ 15 phút thứ bảy tuần sau. Nơi linh khí ngàn năm góp muôn phần tâm huyết, chất lọc mỗi giá trị, tôi luyện những tinh hoa, nâng cao tầm công nghệ,
tự hào cùng sản phẩm, vươn xa đến muôn nơi, dựng xây công trình mới. Gốm đất Việt, gạch ngói không gieo mốc, tự hào đất sét nung Việt Nam.